Đây rồi ạ. Thì trên màn hình chúng ta, các anh chị thấy là hôm nay chủ đề là trị mụn an toàn tại nhà ha. À, thì hiện tại bây giờ thực tế là các spa cũng đã đóng cửa rồi, các trung tâm thẩm mỹ cũng đã áp dụng chỉ thị và người ta cũng đã đóng cửa thời gian khá là dài rồi. Thì cái việc mà trị mụn chúng ta phải có một cái giải pháp để có thể là dù là ngồi tại nhà, làm việc, sinh hoạt tại nhà thì chúng ta vẫn có thể giải quyết những con mụn đó một cách đơn giản. Đơn giản và là không để lại những cái hậu quả như là sẹo thâm hay là những cái tổn thương nặng cho làn da của mình. Thì hôm nay thì em Vũ sẽ đi đến cái khái vấn đề về về cái khái khái niệm trước để các anh chị hình dung rằng là những cái con mụn mình đang phải đối mặt mỗi ngày, khách hàng của mình đang phải đối mặt mỗi ngày nó xuất hiện từ đâu và bản chất của nó là cái gì. Thì nói về cái góc độ y khoa, người ta định nghĩa cái con mụn là những cái khối u mà có kích thước đa dạng ở trên trên vùng da của mình đó, thì y khoa người ta định nghĩa như vậy. Còn mình thì mình thấy là trên mụn của mình, nếu mà cái bề mặt thấy nốt đỏ, sưng, đau, viêm tấy, có mụn hay là có nhân hay là sần sùi khó chịu gì đó, thì nó chắc chắn là các anh chị, các bạn, các khách hàng chúng ta đang gặp tình trạng là bị mụn. Thì nguyên nhân, thì cái cơ chế mà thành thành mụn á, thì chúng ta chỉ có xoay quanh hai cái cơ chế cơ bản, các anh chị, hai cái vấn đề cơ bản thôi. Đó là cái vấn đề là rối loạn cái nội tiết tố, tức là hóc môn cơ thể đó. Thứ hai là cái tuyến bã nhờn dưới da. Thì da chúng ta là có cái tuyến bã nhờn đó, các anh chị cũng anh chị đã từng từng tìm hiểu về cái cách chăm sóc da cũng như là những cái mặt hàng mỹ phẩm, các cũng biết là dưới dưới da của chúng ta là có những cái hệ thống tuyến bã nhờn, thì nó cũng là một trong những cái có thể là gây ra cái tình trạng mụn nếu mà chúng nó không không có được bảo vệ. Thì mụn xuất hiện ở đâu ạ? Các anh chị thấy là mình nếu mà bệnh mụn thì mụn sẽ xuất hiện rất là nhiều ở những khu vực mà nó sẽ tiếp xúc với trực tiếp với môi trường bên ngoài, chẳng hạn như là khuôn mặt của chúng ta nè, đó, hạn như là lưng, những cái khu vực mà nó tiết nhiều bã nhờn, sinh ra nhiều bã nhờn thì nó sẽ rất dễ là dẫn đến cái việc là vi khuẩn nó sản sinh, nó phát triển và nó gây viêm. Đó. Thì nếu trường hợp em Vũ nói ha, nếu như các anh chị hiện tại bây giờ đang bị mụn, những anh chị đang bị mụn, đã comment cho Vũ đang bị mụn đó, không có giải pháp trị mụn ngay bây giờ thì hậu quả để lại sẽ là gì? Đây là một cái, thật sự là một cái tâm sự tính từ bản thân em Vũ luôn, là một người đã từng bị mụn. Em Vũ bị mụn năm em Vũ học năm 2 đại học, là rất là tới cái tuổi dậy thì của em Vũ trải qua một nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng, không có cái gì lo lắng à. Trong khi bạn bè của mình bị mụn rất là nhiều thì mình nghĩ là ô, chắc mình vượt qua rồi, mình khỏe rồi, không giống tuổi kia rồi. Nhưng mà thực tế đau buồn, một sự đau buồn xảy ra vào năm 2 đại học và em lên rất là nhiều mụn đó. Thì em Vũ biết là nếu như thật sự chúng ta không có giải pháp trị mụn tức thời thì cái hậu quả để lại ngay đầu tiên mà chúng ta nhắc đến sẽ là cái vấn đề là mất thẩm mỹ, đúng không ạ? Giống như là các anh chị, nếu là các anh chị đang làm công việc văn phòng đây, thì mình khi mình xuất hiện ở công sở mình cũng thấy là mắt ngại ngại, vì tự nhiên hôm nay mình nổi cái nốt mụn và bạn bè đồng nghiệp hỏi thăm, ôi hôm nay tự nhiên sao mình nổi mụn vậy, sao tự nhiên hôm nay là có nốt mụn này? Tức là người ta quan tâm làm mình cảm thấy nó không thoải mái lắm, tại vì mình biết hiện tại mình không đẹp, mình không có được đẹp như mọi ngày mình tươi tắn rạng ngời, xong từ hôm nay mình thấy mình bị mụn cái mình cảm thấy hơi buồn, cái mình mất tự tin đó. Thì đó là một cái trạng thái tâm lý nó cũng khá là không hay, nếu mà xảy thì chúng ta sẽ bị áp lực, bị căng thẳng, nhất là những bạn nào mà trong cái độ tuổi mà em cũng biết là những bạn trẻ đó, độ tuổi mà hay đi chơi và post hình, chụp hình post Facebook, chụp hình post Zalo gửi cái kiểu đó, mà tự nhiên nếu mà tình trạng mụn nó nhiều nó nặng thì các bạn ấy rất là mất tự tin. Thì các bạn trẻ bây giờ là thẩm mỹ rất quan trọng, em cũng biết là cỡ em Vũ cũng như anh Henry cũng như Tuyết cũng như tất cả các anh chị cũng rất là quan quan trọng cái vẻ bề ngoài của mình, đúng không ạ? Vì nó là một cái mà tạo cho chúng ta sự tự tin rất là nhiều khi chúng ta tiếp xúc giao tiếp. Tự tin thì khi chúng ta tự tin thì chúng ta làm được rất là nhiều thứ, chúng ta gặp rất nhiều may mắn, em Vũ chắc chắn luôn đó. Thì nếu như chúng ta không giải quyết nó sớm thì cái vấn đề viêm ở dưới cái lỗ chân lông của mình đó các anh chị, nó sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, dẫn đến là những cái tế bào của chúng ta sẽ bị phá hủy và không phục hồi được, dẫn đến là sẹo rỗ và thâm. Sẹo rỗ, các anh chị ơi, các anh chị nào đã bị sẹo rỗ rồi phải xác định tinh thần cho mình luôn là mình trị nó thì cũng có biện pháp đó, nhưng mà rất là khó và phải tốn rất là nhiều thời gian và công sức đó. Và tiếp theo thứ ba là một cái này là em Vũ chắc chắn luôn là các chị nào mà bị mụn là các anh chị cứ để ý đây, những người bị mụn á thì trong già hơn tuổi rất là nhiều. Ví dụ như các anh chị vừa mới 35 thôi nhưng mà bị mụn á, bị mụn hai bên má hay là này kia, thì tự nhiên cái khuôn mặt của mình nó xuống sắc, da của mình nó sạm đi, nó không được tươi tắn nữa, thì nó là một trong những cái dấu hiệu bắt đầu đi đến cái quy trình lão hóa da, lão hóa rất là sớm. Cho nên là những anh chị nào bị mụn là biết là thật sự luôn, khi bản thân mình nhìn vào gương mình cũng thấy là mình có cái sự giống như là kém sắc và già hơn tuổi rất là nhiều. Và tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo, nếu như chúng ta bị mụn
chúng ta bị mụn thì tự tin, chúng ta tự ti về bản thân, chúng ta ngại giao tiếp, chúng ta không muốn đi ra ngoài, chúng ta không muốn gặp gỡ ai hết, thì nó mô hình chung nó sẽ gây ra cho mình rất là nhiều cái bất tiện trong cuộc sống đó. Thì bây giờ nếu như mà chúng ta biết là mụn mụn nó là gì, và thì chúng ta phải biết được nguyên nhân gây ra mụn. Hôm nay thì em Vũ chia sẻ những cái thực tế trong cuộc sống đời thường thôi. Đôi khi là các anh chị mình nghĩ nó gì đó nó rất là ghê gớm, nhưng thực chất là những cái nhỏ nhặt trong cuộc sống nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến tình trạng da của mình. Ok, đầu tiên là chúng ta sẽ đi đến nguyên nhân. Mà cái nguyên nhân đầu tiên em Vũ nghĩ là 80% các anh chị, các đối tượng khách hàng chúng ta bị mụn là do vệ sinh da không sạch. Là sao ạ? Tức là các anh chị hình dung nhé, cái bước vệ sinh da là một trong những cái bước rất là quan trọng trong cái quá trình, trong quy trình chăm sóc da. Và cái đó là cái bước đầu tiên luôn, đầu tiên và cực kỳ quan trọng. Cho nên là những anh chị nào, những bạn nào mà muốn có một làn da đẹp, một làn da khỏe, không mụn, ngừa mụn, hoặc là sớm khỏi mụn thì phải nghiên cứu và chú trọng thật là nhiều cái bước này, vệ sinh da. Và khi chúng ta để chất bẩn là bụi bẩn, là dầu thừa, tuyến bã nhờn, chúng ta không có vệ sinh đó, lỗ chân lông không thông thoáng, thì khi mà những cái chất bẩn đó nó làm đứt tắc lỗ chân lông, nó sẽ là vi khuẩn nó sẽ xâm nhập và nó gây ra viêm, viêm mao mạch, viêm những cái tế bào da của chúng ta, và dẫn đến tình trạng là mụn. Và 80% em Vũ chắc chắn 80% cái lý do sẽ đến từ việc vệ sinh da. Lý do thứ hai là gì ạ? Là nội tiết, như em Vũ nói, vấn đề nội tiết thì cái này là chúng ta không tránh khỏi được, đúng không ạ? Đến tuổi dậy thì ai cũng phải đến tuổi dậy thì ai cũng, những chị em phụ nữ chúng ta lại đến cái thời kỳ mang thai, thời kỳ kinh nguyệt, thì cái đó là mô hình cái điều đương nhiên rồi, phải xảy ra, không tránh khỏi. Nhưng mà chúng ta sẽ biết cách để chúng ta hạn chế cái tình trạng của nó nặng, hay là chúng ta kết hợp với những cái chế độ sinh hoạt để chúng ta làm cho cơ thể mà khỏe hơn, sức đề kháng nó tăng sức đề kháng hơn đó. Thì cái giai đoạn mà mụn như thế này thì em Vũ khuyên là chúng ta cũng phải xử lý. Chúng ta không nghĩ là ờ thôi thì chúng ta đợi nó hết cái giai đoạn này thì nó sẽ bình thường. Không phải các anh chị, một khi đã bị rồi là phải giải quyết vấn đề. Chứ còn nếu mình để như vậy thì khi nó qua giai đoạn rồi thì nó sẽ ngày càng trầm trọng, và cái vấn đề chúng ta trị mụn, trị sẹo, trị thâm nó lại cực kỳ khó khăn hơn. Và thứ ba là trường hợp là chúng ta sống và làm việc trong môi trường ô nhiễm. Các anh chị cứ để ý là những cái bạn nào mà trong làm việc trong những môi trường mà xưởng á, những cái xưởng mà có rất là nhiều bụi. Những cái xưởng mà có bụi mịn, như xưởng gỗ, xưởng dệt, xưởng may, em để ý rất là nhiều khách hàng nằm trong cái tình huống là nằm trong làm việc trong những môi trường như vậy. Thì khi mà mình làm việc thì mình vẫn đeo khẩu trang bình thường, nhưng mà sao ạ? Làn da chúng ta bí bách không thở được, nó ngợp ở trong đó, và vi khuẩn từ tiếng mồ hôi rồi vi khuẩn xâm nhập, tức là nó sẽ gây ra tình trạng là da của chúng ta sẽ bị viêm. Tiếp theo thứ tư là chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt. Giống như anh Phúc nói là hiện tại bây giờ có rất là nhiều bạn vì dịch bệnh cho nên không đi ra ngoài được, không tung tăng phim, cài phim xong rồi coi nhiều quá rồi đói bụng, đói bụng là sẽ ăn cái này ăn cái kia, rồi ăn bim bim, rồi ăn hở khô gà khô bò gì đó, đúng không ạ? Lâu lâu lại có thể là uống những cái chất kích thích gì đó, thì tức là mình tự, tức là đó một cái hành động mà nó có tính chủ quan, tức là mình tự làm như vậy, mình tự ra quyết định là mình ăn cái này, mình uống cái kia đó. Nhưng mà vô hình trong là những cái điều đó nó sẽ gây tình trạng là cơ thể chúng ta tích tụ những cái chất không tốt cho cơ thể, gây nóng và dẫn đến là cái sức đề kháng nó kém. Sức đề kháng nó kém thì vi khuẩn tấn công là chuyện sớm muộn thôi các anh chị. Thứ năm em cũng thấy là rất là nhiều chị gặp luôn, rất là nhiều luôn, đó là cái vấn đề là lạm dụng quá nhiều sản phẩm mỹ phẩm. Em Vũ đây, chính em Vũ đây là cái những cái ngày đầu bập bẹ mà skin care đó anh chị, là nghe chị cái gì cũng theo đó. Bạn nó thấy da nó đẹp, nó chỉ cái này mình mua giống nó, cái thằng bạn kia nó chỉ cái kia mua giống nó y chang. Thì cái tự nhiên cái thằng này khác nó bảo là ồ tao trị mụn cái này hết, tao mua y chang như vậy. Thì mô hình chung á là mình thực chất lúc đó mình không hiểu về sản phẩm nhiều, mình thấy người ta nói tốt thì mình bắt chước theo thôi, nhưng mà quan trọng là mình không biết là nó hợp với da mình không. Và khi mình dùng quá nhiều loại, nó hỗn loạn trong đó, thì nó sẽ gây tình trạng là da của mình bị cưỡng bức bởi những cái sản phẩm nó không tốt, nồng độ nó quá cao, hay là nó không phù hợp với da, nó gây tình trạng là kích ứng và dẫn đến là da chúng ta lại nổi mụn. Vì cái biểu hiện kích ứng hay thể hiện là mụn đó các anh chị, nó bị đầu độc bởi các sản phẩm mỹ phẩm của mình. Tiếp theo một nguyên nhân nữa mà chúng ta cũng thường hay gặp đó là vệ sinh. Cái này thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng mà em Vũ biết, và chính em Vũ luôn là từng phát hiện ra, tức là có một khách hàng trị mụn hoài không khỏi. Em ơi, mà chị bôi theo hướng dẫn của em hoài mà tại sao không khỏi? Thì em Vũ mới hỏi ra là chị ơi, bây giờ bé của chị á, bé của chị dùng sản phẩm đấy vậy có vệ sinh khăn mặt, có gối, có nệm này kia, chị có hệ vệ sinh không? Thì chị thì nói ờ đúng rồi, tại vì khi mà chúng ta không vệ sinh cái đó thường xuyên á,
những bạn trẻ mà hay lười, nhiều khi là cả tháng hay là 2-3 tháng mới vệ sinh đó, thì vi khuẩn mình nó sẽ bám ở trên những cái vật dụng đó, và khi mình bị mụn á, mình lau mình tiếp xúc thì nó càng ngày càng bị viêm hơn đó, cho nên là cũng là một trong những lý do mà dẫn đến bị mụn và mụn mãi không hết đó. Còn tiếp tục là dị ứng kích ứng, thì ví dụ như là các anh chị uống những cái loại thuốc ở bên trong á, những loại thuốc tây nó gây nóng và kích ứng nè, hoặc là mình dùng những cái loại sản phẩm mà nó giống như là nó không có đúng như nồng độ hay là nó quá liều lượng gì đó thì nó gây tình trạng kích ứng, thì cái này nó một con số nhỏ thôi, không có nhiều. Thường tình trạng dị ứng này là anh Vũ khuyên là khi mà mình phát hiện ra mình bị những nguyên nhân đó là mình phải thăm hỏi ý kiến bác sĩ, tại vì những cái loại mình uống ở trong người á, tức là mình phải ngưng liền, nhưng mà mình phải thăm hỏi là mình hỏi là những cái thực phẩm mình uống, những cái loại thuốc mình uống như này là có hại cho cơ thể hay không. Và nếu trường hợp xảy ra như vậy là mình phải hỏi ý kiến bác sĩ, mình không có được tự ý mình tiếp tục dùng, hay là mình dùng những cái loại mà cái kích ứng như vậy là không tốt cho sức khỏe lắm chị. Và tiếp tục một yếu tố mà em vừa thấy hiếm có đó chính là di truyền, thì cũng có nhưng mà nó hiếm gặp. Thực chất là mình nghĩ di truyền nó không phải là một cái gì đó nó giống như là bệnh này nó di truyền thành bệnh kia, nó không phải như vậy các anh chị. Di truyền là di truyền về yếu tố hệ miễn dịch thôi. Ví dụ như người mẹ lúc mang thai hoặc là trước lúc mang thai đó là cái cơ thể người ta có cái hệ miễn dịch kém, rất là yếu, nhạy cảm rất là kém, thì cái đứa con sinh ra nó cũng sẽ có yếu tố di truyền về hệ miễn dịch đó. Đó, cho nên là các bạn trẻ, các anh chị nào mà nếu mà mang thai hoặc chuẩn bị mang thai cũng phải lại thôi chú tâm cái vấn đề là nâng cao cái sức khỏe và hệ miễn dịch của mình. Đó. Đó là những nguyên nhân. Bây giờ em Vũ sẽ cho các anh chị thấy những cái hình ảnh về những cái loại mụn mà chúng ta thường gặp thôi. Mà em Vũ nghĩ là chắc chắn có rất là nhiều anh chị gặp. Và các anh chị cứ xem hay xem chút xíu nữa anh chị sẽ phản hồi cho em Vũ là mình đang trong cái tình trạng mụn nào nha. Và em Vũ sẽ cho các anh chị cái câu trả lời anh chị phải trị mụn như thế nào để nó giúp. Đầu tiên là mụn trứng cá. Mụn trứng cá thì các anh chị thấy là ở lứa tuổi dậy thì nó rất là phổ biến. Nó là những cái mảng mụn đỏ, tấy và sưng ở vùng má, là vùng cằm và vùng trán rất là nhiều. Đó, lứa tuổi mà dậy thì hoặc là lứa tuổi mà thanh thiếu niên là rất là nhiều. Nên là các anh chị cứ nhìn thấy những tình trạng mụn đó thì chắc chắn là sẽ là mụn trứng cá. Còn mụn đầu đen là gì các chị? Là mình thấy trên vùng da của mình nó có những cái nốt đen nhưng nó cứng. Mình sờ mình cảm giác được nó cứng và nó đen, thì do là tình trạng là khi mà mình mụn nó đẩy nhân lên là và nó gặp không khí nó bị oxy hóa nên sẽ làm đen cái đầu nhân đi. Đó là mình phải lấy nhân này ra nha các anh chị, nó không có bao giờ tự hết được đâu. Rồi mụn ẩn là những cái mụn mà mình sờ lên má hay lên da của mình thấy nó cộm cộm á, đó là mụn ẩn. Mụn ẩn thường thường nó sẽ ít có gây đau nhưng mà nó sẽ gây ngứa và cái khó chịu khi mà da của mình nó không được mịn mà là mình cảm thấy nó khó chịu, và khi mình tác động mình vô tình mình lấy cái tay đó, mình tác động đến nó mình nặng hay là mình cày cạy đó, nó sẽ gây viêm, nó sẽ bùng phát cái viêm lên và nó sẽ gây ra hậu quả. Các anh chị ơi, mình vẽ lên màn hình nha. Mọi người đang thấy là tranh slide của em là đầy gạch màu vàng rồi, các anh chị đừng vẽ lên màn hình nha. À, tiếp theo là mụn bọc. Mụn bọc này là các chị nữ hay bị nè, là ở vùng cằm đó, ngay cả mẹ của em Vũ trước đây cũng bị, là cái vùng cằm này mình có những cái mụn bọc nó rất là to và nó cứ phát đi phát lại hoài, tại vì lúc trước là mẹ cứ nghĩ là khi mà nó hết thì nó là bé trai, nhưng mà vài tháng sau nó lại nổi lên. Đó là cái mụn bọc này nó rất là đau các anh chị, đau lắm, đau và sưng rất là khó chịu, thì cái này nó rất là to, nó to hơn kích thước của mụn trứng cá nhiều. Đó, cái này mụn mủ thì thường là do vi khuẩn là nhiều, thì trên chị thấy là cái đầu mụn nó có cái những cái cắn cắn đó, là cái mủ á. Còn mụn nang thì cái này thôi nó ghê, nhưng em Vũ cũng muốn đưa lên các anh chị thấy là nếu như mình không điều trị sớm thì cái ổ viêm nó sẽ lây lan và nó sẽ hình thành những cái nang. Cái nang nó chỉ hình dung như mình cái hang động đó nha. Ví dụ bình thường mụn của mình là một đốm, một nốt, nhưng mà nếu như mà nó là cái nang thì nó sẽ giống như là một cái hang động. Ở trong đó là rất là nhiều cái ổ viêm, nó kinh khủng lắm. Cho nên là những bạn nào mà gặp tình trạng như vậy là em Vũ thực sự rất là chia buồn với các bạn và phải là thuyết phục các bạn ấy đến gặp bác sĩ liền. Thật sự là kem trị mụn cũng có thể khỏi, nhưng mà cái tình trạng mụn mà nang như vậy là rất là nguy hiểm, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến hệ thần kinh và để lại sẹo rỗ rất là rõ rệt luôn đó. Thì một số cái hình ảnh chia sẻ về mụn cũng như là nguyên nhân của mụn để các anh chị hình dung. Hôm nay là mình hình dung để mình suy nghĩ lại là những anh chị nào đang bị mụn thì suy nghĩ lại là mình đang trong cái tình huống trường hợp là mụn nào, và mình sẽ ra soát xem là cái nguyên nhân nào mà có thể là nguyên nhân gây ra mụn của mình. Các anh chị, những anh chị nào hồi nãy nói với Vũ là đang bị mụn đó, các anh chị cứ suy nghĩ ra, mình cứ suy nghĩ là mình bị mụn hiện tại, bây giờ mặt mình bị mụn là có thể do nguyên nhân nào? Vệ sinh của mình tốt chưa, hay là mình ăn nhiều thức ăn nóng quá, hay là mình dùng mỹ phẩm kích ứng? Tức là mình sẽ suy nghĩ một lượt như vậy. Chút xíu các anh chị sẽ trả lời phản hồi cho em Vũ nha. Thì hôm nay chủ đề của chúng ta là mụn, vậy thì chúng ta biết nguyên nhân rồi, chúng ta biết được nó là gì rồi, thì chúng ta phải có giải pháp đúng không ạ?
giải pháp thì tất nhiên là giữa những cái giải pháp mà chúng ta giải quyết những cái nguyên nhân em Vũ đưa thì phải có một cái sản phẩm kết hợp, chứ không phải là chúng ta cứ ngồi đó đợi xong rồi vệ sinh cái này vệ sinh cái kia rồi đợi nó khỏi, tại vì đó là ổ viêm, nó là viêm rồi, nó là vi khuẩn thì chúng ta phải trị thôi. À, thì UB đưa ra một giải pháp, đó là cái kem trị mụn mà các bạn khách hàng cũng như là Kim UB hay gọi nó một cái từ rất là dễ thương nhân giả, đó là kem chấm đầu mụn. Nghe nó hơi kiểu như hơi nhân giả nhưng mà dễ nhớ anh chị. Nghe kem chấm đầu mụn là biết ở cái kem đó là chấm đầu mụn thôi nha, đừng có bôi hết trên toàn mặt đó. Thì các anh chị thấy thì cái tên tiếng Anh đó là Acne Spot Cream. Thì mình lưu ý mà những cái sản phẩm trị mụn thị trường mà có cái hoạt tính mạnh đó, thì nó sẽ có cái chữ spot đó. Các anh chị cứ lưu ý một cái số những cái điểm lưu ý khi mình lựa chọn sản phẩm thôi. Thì cơ chế thế nào ạ? Trên tay em Vũ hiện tại bây giờ là cái hộp kem nè, cái bao bì đây, trong bao bì nó sẽ có hộp kem thế này đó. Thì nếu như trên thị trường và những sản phẩm các anh chị đã mua đã biết rồi thì người ta sẽ có những cái loại gel các kiểu bôi lên vùng mụn đúng không ạ, cũng có thể là chấm. Thì cái mà cái công nghệ mà cái kem mà có cái cơ chế là chấm đầu mụn á, các anh chị hình dung ha, bây giờ mình giải quyết được nốt mụn mình phải giải quyết đến từng con mụn một đúng không ạ? Mình không bao giờ em ví dụ như trên mặt của mình là một mảng mụn thì nó sẽ có nhiều loại mụn trên đó, có thể có mụn đầu đen, có mụn mũ, mụn bọc, và đôi khi là nó đang trong tình trạng sưng viêm rất đau, thì mình phải giải quyết ngay tận gốc cái con mụn đó để nó tránh lây lan, và mình sẽ quyết từ từ như vậy. Thì cái cơ chế là UB sẽ đưa ra một cái sản phẩm mà nó có cái nồng độ chất rất là cao để nó tác động mạnh lên nốt mụn luôn. Đó, tại sao mà chúng ta phải dùng để bị chấm là như vậy, nó tác động lên nốt mụn để mà nó xử lý ngay cái con mụn đang bị viêm đó. À, cho nên là các anh chị hình dung là khi mình dùng á, là mình phải có một cái dụng cái kem chấm này nè, chấm ngay nốt mụn luôn, chứ không phải bôi kỹ bôi chẳng là nhiều khi mình bôi á, mình sẽ khiến cho những nốt mụn nó lây lan nhiều, tại vì cái dịch trong mụn á lúc mình bôi nó sẽ vỡ, hoặc là mình sẽ lây lan những cái vùng mụn nó sang những vùng khác. À, cho nên là UB mới đưa ra giải pháp này, kem chấm mụn ha, một cái hũ rất là nhỏ, rất là nhìn rất là xinh dễ thương, nhưng mà cái công dụng của nó rất là tuyệt vời. Vì sao ạ? Nó sẽ giảm sưng đau cho các anh chị. Ví dụ như mình dùng ha, ngay bữa đầu tiên luôn, ngủ một đêm hôm sau, các anh chị thấy là nốt mụn của mình nó giảm cái việc đau sưng rất là nhiều. Tại vì khi nốt mụn đã viêm rồi thì chắc chắn nó sẽ đau. Mà các anh chị em Vũ chia sẻ nha, tại sao các anh chị có biết tại sao mà khi chúng ta bị nhiễm khuẩn bị mụn như vậy là nó đau không? Nó phải có lý do để nó mà tự nhiên nốt mụn nó bị sưng, nó bị đau chứ. Đó, thì một cái chia sẻ nhỏ các anh chị là khi mà vi khuẩn nó xâm nhập vào bên trong lỗ chân lông mình, nó ảnh hưởng đến tế bào ha. Thì cơ chế của cơ thể mình là sao ạ? Đó, cơ thể của mình, một cơ thể khỏe mạnh nó sẽ có cơ chế là tự bảo vệ. Bảo vệ bằng cách là nó đem binh lính nó để là tấn công những kẻ đột nhập, đúng không? Mình hình dung như vậy thôi. Thì chính là những cái bạch cầu, những cái tế bào bạch cầu của mình nó sẽ đến những cái vùng đang bị tổn thương, đang bị mụn á, nó sẽ giống như là nó tiêu diệt vi khuẩn. Thì khi mà trận đấu âm thầm ở trong tế bào của chúng ta diễn ra thì nó sẽ gây ra tình trạng đau, sưng, khó chịu. Thì tất nhiên các anh chị yên tâm là khi mà bị sưng như vậy là do là cơ thể chúng ta đang phản ứng với những cái tác nhân bên ngoài có hại nó xâm nhập vào bên trong. Cái đó là chuyện bình thường đương nhiên thôi nha, chứ không phải là mình đừng có lo lắng quá, cái đó tức là cơ chế của cơ thể. Nhưng mà mình cơ thể, nếu một cơ thể mà nó có sức đề kháng kém, nó không có khả năng để tiêu diệt vi khuẩn đó, thì mình phải có một sản phẩm kết hợp. Thì UB đưa sản phẩm này ra thì nó sẽ làm giảm sưng đau, cho mình cái cảm giác nó nhẹ nhàng hơn, mình không căng thẳng nhiều. Tại vì em Vũ biết là khi mình bị đau, bị sưng, bị mụn, cái thói quen của mình hay cứ tìm mọi cách để làm giảm đau. Nhiều khi là mình nghĩ là thôi tôi cậy ra xíu đi cho nó đỡ đau, nhiều khi mình nặng ra nó lại đỡ đau, mình cứ nghĩ như vậy. Thì mô hình chung khi mình sờ, mình rờ quá nhiều thì nó sẽ làm chai nốt mụn và nó viêm càng ngày càng nặng hơn. Thì cơ chế của nó đặc biệt là nó sẽ giúp cho gom cồi gom nhân lại. Và em Vũ cũng nhắc lại các anh chị là khi mình trị mụn á, là tuyệt đối phải lấy nhân mụn ra thì mới mong mụn nó dứt điểm được. Còn nếu như mình nghĩ là một sản phẩm mà nói làm xẹp mụn và nó tiêu mụn, nó ẩn đi đâu mất thì đó là một sản phẩm nó không phải là hiệu quả hoàn toàn đâu. Nó chỉ giúp anh chị tạm thời khỏi cái tình trạng đau đớn về mụn, nhưng mà sẽ tái phát về sau. Phải lấy nhân mụn ra, dù là bất kỳ trường hợp mụn nào anh Vũ vừa show lên màn hình thì các chị cũng phải lấy nhân ra hết. Còn những cái tình huống mụn mà nó là mụn đỏ, mụn không có nhân thì khi anh chị dùng nó sẽ tự tiêu, nó tự giống như là nó giảm và nó mất biến mất. Đó, còn những cái mụn mà đã sưng đã viêm mà có nhân là mình phải lấy. Và đồng thời là khi các anh chị dùng á, nhất là mụn ẩn nha. Mụn ẩn là khi mà cái làn da của chúng ta thấy là nó ẩn ở bên trong, và để cho mụn ẩn nó trồi lên thì chúng ta phải có cái biện pháp để chúng ta lấy cái lớp sừng bên ngoài ra, đúng không? Chúng ta phải gỡ cái những lớp sừng ra thì mụn nó mới có cơ hội trồi lên trong, tại vì da của chúng ta là những cái kết cấu lớp lớp mà, đúng không? Tế biểu bì, trung bì, hạ bì thì chúng ta phải có cái biện pháp là chúng ta
làm cái lớp sừng nó bong nhanh hơn bình thường xíu để mụn nó độc đặc nó đẩy lên thì mình lấy nó nhanh hơn đó. Và một cái yếu tố nữa rất là hay mà em cũng nghĩ là cực kỳ và tốt luôn, đó là cái vấn đề là khi mà các anh chị lấy mụn, các anh chị bôi cái kem này vào thì nó sẽ có hiệu quả kháng viêm và không để lại sẹo vết thâm cho mình. Cái này là cái cực kỳ của là đáng được quan tâm, bởi vì em Vũ đã từng trải qua rồi. Em Vũ kể lúc nãy em Vũ bị mụn đó, cái thời gian bị mụn đó thì loay hoay tìm mãi và tìm một cái sản phẩm đó, kháng sinh nó bôi và con mụn nó hết. Trời ơi, các anh chị biết không, một tháng trôi qua vật vã và khi con mụn nó không bị viêm nữa, nó hết thì mình cảm thấy là vui mừng sung sướng không thể tả nổi. Nhưng mà chỉ cần hết xong rồi và mình nhìn lại cái mặt mình, lúc đó là vết thâm, trời ơi, hai bên này là vết thâm, quá trời vết thâm luôn, vết thâm và sẹo sẹo rỗ. Hiện tại bây giờ em Vũ khi mà em Vũ dùng tế bào gốc Ubi thì rất là đỡ sẹo rỗ, chứ lúc trước nhìn rõ lắm các anh chị, nhìn rõ sẹo rỗ lắm đó. Thì chính là cái thâm và sẹo rỗ là cái nỗi đau mà mình gọi là da da diết của mình về sau, khi mình giải quyết được con mụn chứ nó chỉ là một phần thôi. Cho nên là cái kem mụn em Vũ thấy là khi bôi lên là nó sẽ hạn chế rất là nhiều vết thâm và sẽ hạn chế cực nhiều cái vấn đề tàn sẹo đó. Thì mình để được những cái công dụng đó thì nó phải có những cái thành phần gọi là xuất sắc hay là tiêu biểu gì đó hiệu quả, đúng không các anh chị? Bây giờ em Vũ sẽ cho các anh chị xem Yubi có những thành Vũ phần ơi, nào. chị Vũ ơi, em xin lỗi em cắt ngang á, chắc nhờ chị Vũ tắt xe màn hình chị Vũ xe lại á chị, tại vì À cái nó đó bị là gãy mấy đúng không? chị khác ảnh hưởng. Dạ Ừ ok, cảm ơn Tuyết, chị sẽ xe lại nha. Các anh chị thông dạ cảm, em vừa sẽ tắt em vừa xe lại nha. tới lại với chị, trong 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 cái khi mà chị xem màn hình trong cái thanh công cụ á chị, có cái dòng là Smart Order á, chị có thể bấm vô cái dòng đó để mà khóa vẽ màn hình đó chị Vũ. Ok. Giờ mọi người thấy lại màn hình chưa? Em vụ lại là cái slide hồi nãy ha. Người đừng có vẽ nó nha. Trời ơi, vẽ đẹp đẹp chứ vẽ sọc sọc em vụ không có chịu đâu. Vẽ cái hình mặt cười, vẽ trái tim rồi mới chịu. Chứ mà vẽ cả cạnh là không có chịu đâu nha. Trời ơi. Đó, bây giờ chúng ta đi tới màn hình cái về cái phần phần của sản phẩm nha. Trời ơi, nãy giờ em vụ thấy sản phẩm mụn em biết là các anh chị thấy cũng ổn ổn rồi đó, hay hay rồi đó. Nhưng mà đừng có vẽ nó nha. Bây giờ chúng ta tìm đến thành phần. Thành phần á thì tất nhiên là một cái sản phẩm nó tốt hay không, em Vũ cũng rất là muốn các anh chị là phải hiểu về thành phần của nó. Đó, tức là thứ nhất thành phần phải an toàn. Mình sẽ đi về xu hướng thành phần tự nhiên là nhiều, chúng ta đừng có thực sự cái bây giờ chúng ta đừng có sử dụng những cái hóa học nữa, nó rất là xấu cho da, không tốt chút nào. Chúng ta thiên hướng về tự nhiên nhiều hơn. Và đặc biệt Yubi, các anh chị thấy khi mà anh chị vào BCI, các anh chị tìm hiểu về Yubi á, là các anh chị thấy là tất cả những sản phẩm Yubi đều được chiết xuất thành phần rất là tự nhiên. Đó là công nghệ hoàn toàn mới trên thế giới luôn, là công nghệ hàng đầu. Chứ còn những công nghệ cũ là Yubi không có dùng. Đó, mọi người lại vẽ nó rồi, không có chịu đâu nha. Nãy Ờ, giờ bây mình giờ mà anh chị nào mà vẽ lên màn hình nữa là nhờ ban tổ chức mời ra phòng chờ nha. Mời các anh chị ra phòng chờ chứ ảnh hưởng đến anh chị Vũ quá, mọi người đang chia sẻ, chị Vũ đang chia sẻ năng lượng nhiệt tình quá mà. không sao, không sao. Chắc là mọi người vô ý thôi chứ không có gì đâu. Nhiều khi là thao tác ở trên màn hình nó hơi 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 kiểu như có lỗi xíu, không sao đâu. À, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thành phần nha. Đầu tiên sẽ là cái sinh dio, cái oxy này là cái mình hình dung nó là tên khoa học nhưng mà mình cứ nghĩ nó là đơn giản là cái khoáng kẽm thôi, chất khoáng là cái kẽm á các anh chị. Thì kẽm thì nghe nó khá là thân thuộc rồi, những bạn nào đang bị mụn mà đến bác sĩ da liễu người ta cũng toàn là kê viên uống kẽm cho mình thôi. Đó, thì cái hoạt chất kẽm này nó rất là hiệu quả trong cái việc là giảm viêm và giảm đau cho cái nốt mụn của mình. Đặc biệt các chị, nó sẽ là một cái thành phần rất là công hiệu trong cái việc là giảm tiết bã nhờn. Tại vì khi mà cơ thể chúng ta, da chúng ta mà tiết nhiều bã nhờn quá thì sẽ gây tình trạng mà bít tắc rất là dễ. Thì các anh chị cứ hình dung đi, giống như là một cái chất nó cứ nhờn mà nó dính ở trên da thì bụi bẩn nó sẽ bám vào nè. Bám vào bụi bẩn vi khuẩn nó cứ bám vào nó giữ trong đó, nó không có được rửa trôi dễ dàng ra được. Cho nên là cái chất hoạt chất kẽm này nó sẽ giảm cái vấn đề tiết bã nhờn. Những bạn nào mà da cực kỳ dầu mà hay bị mụn nhiều á là các bạn sẽ hiểu là cái bã nhờn của mình nó hoạt động mạnh và nó gây ra cái khó khăn như gì như vậy. À, đợt, tiếp theo là cái hoạt chất cho núi lửa và khoáng đất sét. Cái này là cho núi lửa các anh chị, cái này cũng là tự nhiên thôi, thành phần tự nhiên. Thì cái thành phần này nó sẽ giúp cho mình loại bỏ hoàn toàn những cái bụi bẩn và dầu nhờn, làm thông thoáng lỗ chân lông. Nó giải quyết cái nguyên nhân là làm tại làm sao mà bít tắc của chân lông mà gây ra mụn á. À, cái hoạt chất này cũng là rất là thiên nhiên. Tiếp theo sẽ là cái chất muối sodium này, là cái này là đó, nó có gốc là lưu huỳnh đó. Thì cái này cũng là một hoạt chất
Nó sẽ giúp chúng ta kháng được vi khuẩn, tiêu diệt vi khuẩn và giảm 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 đau, giảm giảm viêm cho cái nốt mụn của mình. Còn một cái thứ tư này là cái này các anh chị lưu ý là cái dimethyl này, là thì cái này là một cái hợp chất lưu huỳnh, nó là lưu huỳnh hữu cơ nha. Nó là lưu huỳnh hữu cơ và cái hợp chất này nó sẽ giúp cho chúng ta làm lành vết thương rất là nhanh. Cái này là một cái yếu tố khá là mới mẻ trong cái mình cứ nói là trong giải pháp trị mụn đi ha. Thì các anh chị thấy giải pháp trị mụn có rất là nhiều cái thành phần, nhưng mà cái hợp chất dimethylsulfone này là trong một trong những hợp chất mới mà người ta sẽ giúp khi mà đưa vào cái thành trị mụn á, nó sẽ giúp làm lành vết thương rất là nhanh. Nó kháng viêm trị mụn nhưng mà vết thương mình lành nhanh, nó không bị viêm, nó không bị để lại sẹo thì rất là tốt. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có các loại tinh dầu, các loại thành phần thiên nhiên khác để, tại vì khi mà da chúng ta bị mụn á thì nó cũng bị tổn thương và chúng ta cần phải cung cấp chất dưỡng ẩm cho nó, đúng không ạ? Không phải là dưỡng ẩm nhiều mà nó phải có để cho nó vẫn giữ được những tế bào khỏe mạnh bên bên cạnh. Chúng ta nếu mà chúng ta cứ tiêu diệt những con vi khuẩn mà chúng ta không quan tâm đến những tế bào bên bên cạnh, chúng ta phải nuôi dưỡng nó nữa. Cho nên là có những thành phần để cung cấp vitamin E, vitamin A để cung cấp chất dưỡng ẩm cho da của mình. Thì em buổi chia nó là thành phần chính, các chị thấy là cái cơ chế điều trị mụn nó cũng phải có căn cứ từ những thành phần này thằng kia, chứ không phải là mình nói một cách liên thuyên là cái này tốt lắm, trị mụn được lắm này kia, thì mình phải có cái bằng chứng về thành phần. Tiếp theo thì em Vũ sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách sử dụng ha. Cái này chắc em Vũ xin phép tắt màn hình đi để cho anh chị nhìn thấy em Vũ rõ hơn. OK. Đầu tiên là trên tay em Vũ là cái hũ trị mụn ha. Mọi người nhìn thấy Vũ rõ đúng không ạ? Nó hơi hơi lóa ha, hơi sáng nhiều quá. Cái này là cái hũ trị mụn. Cái này là 15 gram các anh chị, 15 gram nhỏ nhỏ thôi nhưng mà xinh, nhưng mà dễ thương lắm, công hiệu cực kỳ luôn. Đó, thì cái này là chúng ta sử dụng như thế nào? Tức là sao không tốt là một chuyện, nhưng mà chúng ta phải dùng đúng cách thì nó mới phát huy được kết quả. Còn nếu như các anh chị cứ mua hàng loạt về và các anh chị dùng với một cái phương pháp mà nó không đúng như Yubi chỉ thì nó sẽ không đưa ra hiệu quả. Và các anh chị phản hồi em Vũ ơi, chị mua về chị xài mà không khỏi là không có được đâu nha. Các anh chị phải để ý các em Vũ chỉ nè. Đầu tiên, nếu như em Vũ hình dung là cái máy Vũ có mụn ha, chỗ này có mụn đi ha. Thì các anh chị đầu tiên trước khi bôi kem mụn là phải vệ sinh da đúng không ạ? Phải vệ sinh sạch cái da của mình bằng sữa rửa mặt, bằng tẩy trang, bằng tất cả những sản phẩm vệ sinh da mà nó an toàn với da của mình. Mình phải làm sạch nó, phải đảm bảo là da mình hoàn toàn thông thoáng, không được để những chất bẩn nó bám lên nốt mụn. Và lưu ý là khi sản phẩm làm sạch các anh chị là phải lựa cái loại an toàn, dịu nhẹ cho da nha. Chút xíu em Vũ sẽ chỉ là các anh chị sẽ kết hợp những cái nào vào. Còn bây giờ em Vũ sẽ chỉ cái này trước để các anh chị hình dung là trị mụn nó như thế nào nha. Ví dụ như em Vũ đã vệ sinh sạch cái vùng này rồi, em Vũ có nốt mụn ở đây ha. Bây giờ mình mở ra. Các anh chị dùng cái này nha, cái bông tâm này nè. Cái này là nhà mình có đúng không? Em nghĩ là ở đâu cũng có này, các anh chị đều có nhà đó. Cánh dùng tay, tại vì tay của mình á thì chắc là cũng nhìn cũng sạch đó, nhưng mà em Vũ chắc chắn nó sẽ không bao giờ sạch hoàn toàn đâu. Sẽ có vi khuẩn, có chất bụi bẩn nó bám vào này, không dùng tay nha. Tuyệt đối không dùng tay. Anh chị nào mà dùng tay bôi mà không khỏi lần không có trách em Vũ được đâu. Đó, cái hũ kem mụn của mình á, khi các anh chị mua về á, các anh chị thấy nó là như thế này, đóng gói như thế này. Em Vũ dùng một thời gian rồi thì cũng hay nổi mụn, ăn mì gom nhiều hay nổi mụn đó. Thì nó sẽ có cái chất kem đặc. Kem đặc nha, nó không phải là gel lỏng. Cho nên là khi mình mua về mình mở ra là mình phải hiểu là yên tâm nha, này là kem đặc. Để làm sao ạ? Để khi mà mình chấm nó dễ. Đó, mình chấm vào, mình sẽ lấy rất là nhẹ, rất là dễ luôn, nó bám trên cái đầu ngón tay của mình nè. Đó, ví dụ như mình chấm lên nốt mụn, em Vũ có một con mụn ở đây, chấm lên đây ha. Nếu mà mụn to thì em Vũ sẽ lấy một lượng nhiều hơn xíu em chấm lên đó. Thì khi cái kem đặc này nè, nó sẽ có cái công dụng á là sẽ giữ được cái kem ở trên mụn của mình lâu hơn. Nếu như mình muốn cái chất nó tác động mụn của mình sâu hơn, dài hơn, tác động hiệu quả hơn thì mình phải đảm bảo được việc là giữ trên da lâu hơn đúng không anh chị? Còn các anh chị bôi các loại mà nó lỏng với lại gel với ai kia, nó thấm rất là nhanh nhưng mà nó bốc hơi, nó bay rất là nhanh và mình quần trong như mình đi ra ngoài mình chẳng hạn như là hoạt động mỗi ngày nó bay hơi rất là nhanh. Nhưng mà cái kem này nè, nó để trên da rất là lâu. Dù chúng ta có ngủ buổi tối, chúng ta có hơi trở mình rồi, có thể là nhiều khi cả lên gối này kia thì nó vẫn giữ được lâu trên da, nó đảm bảo được cái việc là phát huy hiệu quả trên da của mình. Cho nên các anh chị lưu ý nha, dùng kem này là kem dạng như vậy chứ không phải là sữa hay là gel đó. Thì khi mình chấm như vậy rồi thì nếu như mình có nhiều nốt mụn thì mình cứ chấm nhiều nốt ở trên da ha, mình cứ chấm nhiều nốt thì
Các anh chị nào mà hay đi làm việc ban ngày á, thì mình sẽ ngại nhiều khi là cái kem nó là dạng chấm mà nó trắng như vậy nè, và nó không phải tệp màu với da, nó là kem mà có màu trắng trắng như vậy. Cho nên là mình có thể đeo khẩu trang, đeo cái mask khẩu trang che lại, hoặc là mình ngại không mình mình ngại vì mình cứ tiếp xúc nhiều thì mình có thể là mình bôi buổi tối thôi. Ban ngày mình bôi 2 lần 3 lần thì vẫn tốt, tại vì bôi nhiều lần nó sẽ nhanh khỏi. Nhưng mà nếu như mà mình ngại cái việc bôi nó trắng như vậy, các anh chị có thể bôi buổi tối, miễn là các anh chị nhớ bôi cho em mỗi ngày là được, và bôi sau khi rửa mặt sạch đó. Thì thật sự ra nếu mà nốt mụn mà ít như em bổ nhiều 2 nốt thì bôi này cũng dễ thương các anh chị, kiểu như tạo điểm nhấn mà, cũng đâu có phải là mất thẩm mỹ hay là xấu đâu. Các anh chị cứ tự tin, tại vì mình khỏi mụn thì cái đó là cái mục tiêu cuối cùng, còn cái việc mà có một vài chấm trắng trên da không có sao đâu đó. Thì khi mà các anh chị bôi ha, buổi tối mình bôi đi, sáng hôm sau mình thấy là nốt mụn mình nó đỡ đau rất là nhiều, phát huy tức thì luôn, đỡ đau rất là nhiều. Mình thấy nó đỡ đau là mình biết là kem okay, nó là thẩm thấu vào trong nốt mụn rồi, nó phát huy tác dụng rồi đó. Và những nốt mụn nào mà nó có sẵn nhân rồi á, thì các anh chị lưu ý là 1-2 lần thì các anh chị phải thấy nó, mình sờ thấy nhân nó chín rồi á, mình nặn ra nha, mình nặn ra. Thì mình lưu ý là ở tại hiện tại bây giờ, nếu mà spa không mở cửa thì chúng ta phải có cái biện pháp nặn mụn tại nhà. Các anh chị sẽ mua những cái kim nặn mụn hoặc là những cái dụng cụ nặn mụn nó an toàn, đừng lấy tay nhé, lấy tay như vậy là hỏng rồi. Lấy tay như vậy là cái tay của mình, thứ nhất là vi khuẩn, thứ hai là khi mình tiếp xúc theo kiểu này mình sẽ làm nó tổn thương rất là nhiều tế bào xung quanh đó. Cho nên là mình phải dùng cái kim, đặc biệt là những mụn ẩn đó anh chị. Các anh chị đừng đợi nó ngóc cái đầu nó trồi nhân lên, thật sự rất là lâu. Mình chỉ có thể là hỗ trợ cái kem, hỗ trợ để bong tróc nhanh hơn thôi, nhưng mà mụn ẩn đó anh chị, chị lấy kim kim á, các anh chị giống như là mình dùng cái từ gì ha, đâm vào hả, đâm vào nốt mụn, xong rồi mình tạo được cái đường đó, mình đẩy nhẹ nó ra rất là nhanh. Thì khi như vậy á, khi các anh chị lấy được nhân rồi nha, trường hợp các lấy được nhân rồi thì mình lại tiếp tục mình chấm cái kem này lên lần nữa, thì chính là cái việc chấm kem lần nữa nó sẽ giúp cho mình tiêu tiêu cái ổ viêm đi, và không để lại sẹo thâm nhiều ha. Nếu mà nốt mụn viêm lâu ngày rồi thì chắc chắn cũng sẽ để lại tổn thương, nhưng mà những nốt mụn mới thì mình chấm lên là hoàn toàn thấy rất là nhẹ nhàng luôn. Và em vừa nhắc thế này nè, tức là khi mà da của mình có nhiều mụn, các anh chị đừng 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 nôn nóng, đừng nóng vội, tại vì mụn nó là một cái bệnh về da rồi, mình nóng vội, càng nóng vội còn càng hỏng. Cho nên là mình cứ tập trung những con mụn nào mình cảm thấy nó dễ lấy, mình tập trung mình lấy trước. Những con mụn nào mình cảm thấy còn đau, còn sưng, còn viêm thì từ từ mình cứ bôi, mình cứ chấm kem tiếp tục để cho nó chín, để cho nó dịu, nó không có tấy, có sưng thì mình mới lấy ra dễ được. Các anh chị nhớ cho em nha, khi mà sưng và đau mà lấy ra, thứ nhất là sao ạ? Sẽ làm tổn thương những tế bào xung quanh. Thứ hai là sẽ không bao giờ lấy sạch nhân hết đó. Không bao giờ lấy sạch nhân, các chị phải lấy rất là nhiều lần. Và mô hình chung là sẽ tổn thương và gây sẹo rất là nặng. Cho nên là cứ đợi nó chín. Và những cái mụn là mụn ẩn á, lâu ngày thì mình nên nên dùng cái kim để mình lấy ra nhanh. Các chị thấy những cái clip lấy mụn á, người ta rất là nhẹ nhàng, người ta trước khi lấy mụn người ta làm sạch da, có thể làm xông hơi nhẹ trên trên mặt để lỗ chân lông nó nở ra, mụn nó dễ lấy hơn. Nhưng mà với cái kem này thì các anh chị bôi thì nó làm lỏng nhân mụn rồi, nó gom cồi rồi, nên là lấy rất là dễ. Ok ha, đó. Thì bây giờ em Vũ sẽ chia sẻ các anh chị là quy trình chăm sóc da mụn như thế nào. Đầu tiên á, làm sạch thì đối với sản phẩm của Yubi á, là chúng ta sẽ có bột rửa mặt. Bột rửa mặt. Những làn da mụn quá nhạy cảm thì sẽ như thế nào ạ? Không nên tẩy tế bào chết bằng những sản phẩm sinh học, bằng những sản phẩm vật lý và hóa học. Tại vì sao? Cái đó là nó rất là gây kích ứng cho da, và nó gây tình trạng là bào mòn da, nó không 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 nên. Tại vì da của mình mụn nó rất là nhạy cảm rồi. Cho nên các anh chị có thể dùng cái bột rửa mặt này, nó có 2 công dụng. Thứ nhất là làm sạch sâu cho da, thứ hai là gì ạ? Là tẩy tế bào chết sinh học rất là nhẹ nhàng. Cho nên những bạn khách hàng nào, những anh chị nào đang bị mụn thì cứ yên tâm dùng cái này cho em. Tức là mình cũng hạn chế đừng make up nha, đừng có trang điểm. Mình cứ để cho da mình nó thoải mái thông thoáng. Thật sự ra make up thì trong những trường hợp mà nhất thiết cần thiết thôi, chứ đừng có make up, tại vì khi make up mà vào những vùng da mụn á, nó sẽ gây bít tắc rất là nặng hơn, và đồng thời là những cái hoạt chất kim loại ở trong sản phẩm make up nó sẽ ảnh hưởng sâu đến đến tế bào da, không nên. Cho nên là hạn chế make up, và khi mà không make up và thì mình cũng sẽ nhẹ nhàng cái khâu vệ sinh thôi. Đó. Cái này các chị có thể dùng là làm sạch da và tẩy tế bào chết nhẹ nhàng bằng bằng cái cơ chế sinh học của enzyme phân hủy protein trên trên da ha. Đó. Sau khi bước làm sạch này xong thì sao ạ? Mình sẽ bôi luôn cái chấm mụn này lên, giống em Vũ đã chấm, bôi lên, chấm lên. Còn những mà vùng da nào mà nó không có mụn thì các anh chị vẫn có thể dưỡng bằng những sản phẩm dưỡng bình thường được, nhưng mà né cái mụn nó ra, né nó ra đi, tại vì mình tập trung mình trị mụn trước. Tiếp theo mình sẽ bôi chống nắng. Mụn hay không mụn, hay nám hay là đồi mồi tàn nhang là phải chống nắng. Không chống nắng không được đâu các anh chị, nhưng mà chống nắng là sao? Phải lựa cái loại mà nó có cái độ thẩm thấu cao,
nó làm tạo một cái lớp mỏng nhẹ trên da thôi, không gây bít tắc. Và em cũng khuyên là nếu các anh chị chưa tìm được sản phẩm chống nắng mà ưng ý cho da mụn á, thì nên dùng cái này của Yubi. Cái này là có cái cơ chế là chống nắng vật lý kết hợp với hóa học, nó là một cái dạng kết cấu rất là mỏng nhẹ, khi mình dùng trên da mụn á là nó tạo một cái lớp bảo vệ nhưng rất là mỏng, rất là dễ chịu, không có bị bít dính và đặc biệt là không làm bít tắc lỗ chân lông. Cái đó là cái điều tiên quyết là mình phải xử lý cái vấn đề bít tắc lỗ chân lông là vậy, là cái chống nắng UV. À, bôi chống nắng xong rồi các anh chị, thôi bây giờ như vậy là hoàn hảo rồi, đừng đừng make up, đừng bôi kem nền phấn nền gì hết, mình mụn rồi đừng cái tóc và thêm những cái thành phần là nhà trang điểm này kia, nó rất là có hại cho da. Các anh chị có thể đi ra ngoài làm việc, giao tiếp với mọi người ok rồi ha. Còn buổi tối thì sao? Buổi tối thì mình vẫn là vệ sinh da lại, xong rồi lại chấm mụn và đi ngủ. Các anh chị lưu ý là giúp em là cứ một ngày chấm mụn buổi tối, sáng tối 2 lần, hoặc là khi nào mình nặng mụn xong là mình chấm lên liền. Là mọi người thấy nó dễ dàng chưa? Em vừa thấy nó quá đơn giản mà, đâu có gì đâu, phức tạp đúng không ạ? Thì mình nghĩ nó nặng nề thôi, thực sự nó rất là đơn giản. Mụn đầu đen cũng vậy, mụn đen các anh chị lấy ra xong rồi chấm vào. Mụn đỏ, mụn sưng, mụn viêm đó mình phải để cho nó giảm cái sưng viêm hết rồi mình mới chấm, mình mới lấy nhân là được. Ok, có nhiều chị hỏi em là tiết dài, chắc chắn là đã biết về Yubi rồi nè, hỏi tiết dài nè. Ok, Vũ sẽ nói tiếp dài luôn để mọi người khỏi phải thắc mắc hoang mang nữa ha. Tại vì tại sao Yubi có tiếp dài mà em Vũ chưa nói là vậy. Đây chính là cái tiếp dài mà các anh chị nhắc đến. Cái này hiện tại thì trên kệ chưa có bán, nhưng mà các anh chị có thể nhận nó free bằng cách là mua cái combo trị mụn của Yubi trên kệ, là các anh chị được tặng ngay cái tiếp này. Cái tiếp này nó là một cái tiếp, nó mà đi với con này, hai đứa này là một cặp đôi, bộ đôi thần thánh đó các anh chị. Là cái này phải đi với cái này nha, là bộ đôi thần thánh. Thì cái này nó có công dụng gì? Đầu tiên á, là chúng ta sẽ gọi tên nó là kem dưỡng da vùng mụn và ngừa thâm. Là sao ạ? Thứ nhất là những trường hợp nào các anh chị mà hay bị mụn, hay nổi mụn mà mụn nó li ti, nó không hình thành rõ những cái nhân, những cái nốt á, thì mình dùng nó để dưỡng dưỡng da, dưỡng mụn đó, thì nó sẽ có cơ chế làm cho chúng ta kháng khuẩn, tiêu viêm và loại bỏ những con mụn đó. Đó. Và đặc biệt là những bạn nào bị mụn đầu đen ở phần má, cánh mũi, tức là những khu vực mụn đầu đen á, khi mình lấy xong rồi mình sẽ dưỡng da bằng cái này để nó làm se khít lỗ chân lông. Se khít chân lông rất là tốt, mụn cám vùng mũi nè. Mụn cám thì các anh chị phải lưu ý giúp em là phải tẩy double chết nha, tại vì tẩy để lấy đi những cái mụn cám đó. Kiểu gì cũng phải lấy hết á. Nhưng mà nó cũng dễ, rất là dễ tới để tới lại nếu chúng ta không làm se khít, thì cái này nó sẽ dưỡng để nó làm se khít lỗ chân lông. Thứ hai nữa là khi mà các anh chị dùng cái kem này xong rồi nè, em chị sẽ hỏi mũi em ơi bây giờ chị dùng cái này xong rồi mụn chị khô rồi vậy chị dưỡng sao đó, thì khi mà cái dùng cái này xong khô rồi nha, tức là mình thấy là cái vết mụn của mình đã khô không còn vết thương hở nữa đó, các anh chị sẽ dùng lại bôi lên. Cái này là một cái dạng gel, gel nó gel các anh chị đây đẹp màu nha, không có tạo màu trắng như cái kem chấm kia, đẹp màu đó. Thì mình dùng mình bôi lên cái vùng da đó, dùng em vũ bôi lên đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta ngừa cái vết thâm vùng da và phục hồi cái làn da, tức là làm cho làn da mụn chúng ta sáng hơn. Tại vì thực chất nếu như các bạn nào bị mụn, đã bị mụn là sẽ đồng ý với em Vũ là khi bị mụn xong rồi á, tự nhiên làn da chúng ta xuống sắc, xuống màu là rõ rệt luôn. Là tại sao vùng da mụn sau khi khỏi mụn xong mà nó tối màu, nó không được như những vùng da khác. Đó là vì khi mà mụn xong là da nó cũng có dấu hiệu lão hóa, mình phải phục hồi nó. Và chúng ta dưỡng cái này lên nó sẽ làm trắng sáng da cái vùng vùng mụn đó, khôi phục lại cho mình. Đó. Những bạn nào mà hay bị mụn, tại vì thực tế ra là những bạn mà bị nội tiết mà nếu không giải quyết ngay cái vấn đề bên trong cơ thể á, thì nó sẽ để là tình trạng là hay cứ lâu lâu nó mụn, thì mình có thể dùng cái này để dưỡng da vùng mụn. Ở trong cái kem này nó có rất là nhiều thành phần dưỡng. Nó khác với cái này các anh chị. Cái này là có rất là nhiều thành phần để trị mụn, nhưng cái kem này là ngoài trị mụn ra nó có rất là nhiều thành phần dưỡng, cho nên nó dưỡng da phục hồi rất là tốt. Đó. Những bạn bị mụn thường thường sẽ là làn da dầu, nó rất là hay mụn. Da khô hỗn hợp cũng có, nhưng mà dầu là cực kỳ nhiều mụn. Mà các anh chị để ý nha, dầu là do mất độ ẩm trên da mới dầu nha, chứ không phải là da của mình nó nhiều nước quá rồi nó cứ lên láng dầu như vậy đâu. Da da chúng ta là dư ẩm đâu, mà da chúng ta đang thiếu ẩm cực kỳ trầm trọng luôn, thì da mới đổ dầu như vậy. Nên các anh chị dùng những sản phẩm này nó sẽ cung cấp lại độ ẩm cho da của mình và ngăn ngừa cái việc tiết dầu. Thì Yubi sẽ có những cái buổi chia sẻ riêng về cái kem này cho các anh chị thấy là món quà Yubi đem lại trong cái buổi chăm sóc trị mụn của mình nó cực kỳ là có ích, chứ không phải là một cái sản phẩm đi kèm bình thường đâu. Nên anh chị nào mà muốn điều trị mụn chắc chắn là phải dùng rửa mặt đúng không, thì các anh chị có thể là mua ngay combo trị mụn là có cái này, có cái bột rửa mặt là đi kèm với cái hũ này và sẽ được tặng cái tiếp này đó. Nó là một cái sự kết hợp hoàn hảo.
Đúng rồi. À, ok, chị hỏi em là bây giờ combo muộn có cái gì mà được tặng kèm nha. Em Vũ sẽ cho các anh chị thấy là hiện tại bây giờ trên kệ của BCI combo muộn nó có cái gì nha. Đây, đây, em Vũ cho chị, các anh chị xem nè. Đây là một cái bạn nhân viên và khách hàng của bên em. Đây, làn da mụn sâu, tức là nó có hiệu quả rất là nhanh sau 7 đến nửa tháng, tức là những làn da nào mà kiểu như nó hợp với kem đó, tức là nó vừa thẩm thấu tốt và các bạn siêng rất là kiên trì, tức là quyết tâm cao độ của việc trị mụn, tập trung 100% cái tinh thần của mình để trị mụn, tức là không có lan man. Điều trị mụn là không có ngồi mà nghĩ đến đồ ăn, đồ rán, đồ cay, không có nghĩ đến mì cay, không nghĩ đến gà rán, không nghĩ đến trà sữa, không nghĩ đến những cái thức ăn mà nó nóng cho cơ thể, và tập trung là làm sạch da và cứ bôi kem kiên trì mà nặng mụn thì các bạn ấy sẽ khỏi rất là nhanh đó. Thì bây giờ combo trị mụn em Vũ nói là ba cái này nha: bột rửa mặt, kem chấm mụn và cái tiếp ngăn ngừa đó. Hiện tại cái tiếp ngăn thì không có bán, nhưng mà mình sẽ mua bằng cái cách là các anh chị thấy là bây giờ là có cái, nếu mà chị mua lẻ ha là sẽ là 395 ngàn một cái hũ. Cái hũ này á là nó nhỏ thôi nhưng mà nó dùng được lâu lắm các anh chị, tại vì em Vũ dùng mỗi lần Vũ chấm có chút xíu à đó. Em Vũ khui cái này là từ từ cuối năm ngoái rồi, nhưng mà em Vũ dùng có ít không có nhiều, tại vì thực chất mình cũng ít mụn nhưng mà mình dùng được thường xuyên và cái hạn sử dụng của nó khá là lâu. Các anh chị nên, em Vũ khuyên là nên có một hũ này ở trong nhà, tại vì á bản thân gia đình của mình, những thành viên trong gia đình thì sẽ có những lúc nổi mụn, và khi mà bị mụn các anh chị là phải giải quyết ngay. Nếu các anh chị khi mà bị mụn ha, em Vũ cứ mô tả bị mụn xong rồi bây giờ mình lên mạng mình search ABCD gì đó, xong cái mình đặt đặt hàng, xong người ta ship về, cái mình đợi 1 ngày 2 ngày 3 ngày, thậm chí là 4 5 ngày người ta mới ship tới nhà, thì lúc đó cái vết viêm của mình đã nghiêm trọng hơn rất là nhiều rồi đó. Lúc đó chúng ta xử lý rất là chậm rồi đó các anh chị. Cứ để sẵn trong nhà, nó xuất hiện là chúng ta cắm vào liền, chấm vào là 1 2 ngày sau là chúng ta lấy nhân là sạch, là bôi bôi phục hồi lên là ok. Hơn mọi người lại vẽ một một đen nữa rồi, không sao nha mọi người. Em Vũ là hôm nay là thoải mái. Cái combo trị mụn các anh chị thấy ha, bây giờ trên kệ BCA sẽ có là combo trị mụn bao gồm 2 chai bột rửa mặt và một cái hũ kem chấm. Cái bột rửa mặt này các anh chị dùng là mê, không bao giờ mà là có một cái điều liên tiếp gì hết á. Cái này dùng là mê, cứ mua 2 cái chai này để dành, có thể là mình mua cho mình mua cho ông xã dùng, hay là mua cho con. Những cái bé mà của giờ thì các anh chị nên cho các bé dùng bột rửa mặt để vệ sinh da đi. Không cần dùng các loại kem dưỡng này kia đâu, cứ dùng vệ sinh cái bột rửa mặt này thường xuyên là da nó rất là khỏe, nó không có, tức là mình ngăn ngừa cái việc bị mụn đó. Và nếu mà có bị mụn nội tiết thì nó cũng rất là nhẹ nhàng. À, thì các anh chị khi mua combo 2 chai rửa mặt và một cái hũ sẽ được tặng cái tiếp này trị giá 295 ngàn. Đó, chương trình chỉ kéo dài đến 31 tháng 8 thôi. Đã nãy có chị hỏi em bổ sơ cho các chị thấy luôn là cái combo bao gồm như vậy, và chương trình này chỉ kéo dài đến 31 tháng 8. Và trị giá của nó bao gồm quà tặng như vậy ha. Thì bây giờ sẽ có một câu hỏi nữa là các anh chị hỏi em là: em ơi bây giờ hết mụn rồi thì chị muốn phục hồi da, tại vì lúc mà chị bị mụn xong là chị kiểu như trị nó cũng không có dứt điểm, bị tới đi tới lại và da của chị nó bị tổn thương rất là nặng, thì bây giờ mình phục hồi như thế nào? Thì em Vũ sẽ cho các anh chị một số sản phẩm mà các anh chị có thể đến với UB và phục hồi da của mình sau mụn. Đầu tiên vẫn là vệ sinh da với bột rửa mặt, và cái thứ hai là cái cực kỳ quan trọng và em Vũ nghĩ là rất là phù hợp, đó là tinh chất tế bào gốc. Và những chị nào, những khách hàng nào đã biết UB rồi thì rất là thích cái tinh chất này. Thứ nhất, nó là tinh chất dưỡng đậm đặc, đó là kết cấu ambu đậm đặc cao hơn rất là nhiều lần so với serum, và nó có cái khả năng phục hồi tái tạo da cực kỳ cao luôn. Đó, các anh chị có thể dùng nó mỗi ngày để phục hồi làn da của mình. Tại vì thực em cũng biết, nếu như mà nói về mụn thì nó chỉ là một phần, trên da của mình nó có rất nhiều yếu tố lão hóa khác nhau, như là nếp nhăn nè, đồi mồi nè, nám, tàn nhang, thậm chí là những cái đôi khi là ví dụ như mình đi mà nắng mà mình không 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 chống nắng thì tự nhiên qua bữa sau thấy tự nhiên da mình nổi những cái đốm 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 đó. Thì các anh chị phải phục hồi và tái tạo nó thường xuyên như vậy để nó có một cái làn da khỏe. Khi mà khỏe xong rồi thì mình dưỡng nó rất là dễ, và lúc đó thì tinh thần của mình thoải mái lắm. Giờ da của mình nó đẹp được phục hồi, tại vì sau mụn nó là một mình quẳng đi một nỗi lo rồi, nhưng mà nỗi lo thứ hai ập đến là làm sao để tươi hơn, để đẹp hơn sau mụn. Thì mục tiêu của mình 50% con đường thôi, con đường 50% còn lại sẽ là một làn da mới mẻ, căng bóng, mịn màng và trắng sáng hơn sau mụn, đúng không ạ? À, thì các anh chị nên dùng tế bào gốc này. Cái này thì dùng buổi một ngày 2 lần. Thì Yubi sẽ có những cái buổi chia sẻ sau. Nếu chị nào muốn biết chi tiết hơn thì anh chị sẽ tham gia những cái group tư vấn của Yubi hoặc liên hệ em Vũ để em Vũ chỉ cặn kẽ hơn về cái tinh chất. Và cái thứ ba là cái chống nắng, em Vũ nhắc ha, phải dùng chống nắng, dù là các anh chị có thể là cứ chú tâm đến cái hũ kem mụn quá, nhưng quên chống nắng là không có được.
phải bảo vệ nó mọi lúc mọi nơi, tại vì khi da mụn rồi, da yếu lắm, nếu mà mình đi ra ngoài không chống nắng các anh chị, thì ánh nắng mặt trời tiêu UV nó tác động ngay đến cái ổ viêm của mình, làn da non của mình mới lên nó bị tổn thương. Và cái hay thứ tư là em Vũ sẽ khuyên các anh chị, đó là khi nào mình thấy mụn đỡ rồi á thì nên dùng mặt nạ tế bào gốc. Rồi cái này là cực kỳ tốt luôn, tại vì trong thành phần mặt nạ nó có những cái thành phần về axit thực vật đó anh chị, axit salicylic. Cái này mà các anh chị nào, các bạn nào mà làm chuyên spa là các bạn sẽ biết là cái thành phần axit salicylic này nó có cái hiệu quả rất là mạnh trong cái việc là tăng cái tốc độ là giống như là thường thường á, tế bào chết của mình nó sẽ chu kỳ của nó, thay da sinh học của nó sẽ là 28 ngày đến 30 ngày đúng không ạ? Thì cái hợp chất này nó sẽ tăng cái chu kỳ sinh thay tế bào chết lên, tức là da của mình nó sẽ được tái sinh. Tại vì khi da của mình nó đã không được mà mịn màng, không được căng á, thì tức là các anh chị hình dung á, cái bề mặt da của mình sạm nám và nó rất là thô ráp, thì chúng ta phải làm bằng mọi cách, chúng ta phải đẩy nhanh cái tốc độ tái tạo lên. Phải lột đi những cái mảng da mà là xấu xí bên ngoài, thì những cái làn da mới nó mới có cơ hội được thẩm thấu dưỡng chất tốt nhất. Thì trong cái thành phần mặt nạ này là ngoài dưỡng chất và ngập tràn những chất tế bào gốc ngập tràn, thì có những cái công dụng là thúc đẩy như vậy. Nên là em Vũ khuyên các anh chị là nên mua thêm mặt nạ để xài, đảm bảo luôn. Các anh chị nào mà dùng mặt nạ của Yubi rồi là sẽ nói là em Vũ ơi chị mê lắm này, chị thích lắm, chắc chắn luôn đó. Thì anh chị hãy dùng những cái này để phục hồi sau khi mụn khỏi ha. Đó, thì nhưng mà nguyên tắc của em Vũ vẫn mong muốn là hãy đừng để chúng ta phải phải trong tình trạng là phục hồi, chúng ta phải ngăn ngừa ngay từ đầu. Còn những khi chúng ta không may mắn đó là bị mụn rồi, chúng ta phải giải quyết ngay cái nguyên nhân trị mụn, nguyên nhân bị mụn của mình, và dùng ngay cái phương pháp trị mụn tối ưu nhất, ví dụ như là kem chống mụn của Yubi chẳng hạn ha.